sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Nhằm tạo điều kiện để các bạn đọc dễ dàng có được những cuốn sách hay, hội sách ký lô được tổ chức với mức giá phù hợp. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày làm việc hôm nay, nghị trường Quốc hội nóng với nhiều vấn đề được các đại biểu chất vấn các thành viên của chính phủ. Trong đó thì vấn đề tín dụng đen cũng là một vấn đề được các đại biểu đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời. Tại nghị trường, vấn đề giải ngân đầu tư công hay việc quản lý sử dụng tài sản công, giải ngân nguồn vốn cho vay với các dự án nhà ở xã hội là những vấn đề nóng được các đại biểu chất vấn các thành viên của chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, có ý kiến nhấn mạnh vấn nạn tín dụng đen đã giảm, tuy nhiên vẫn còn những diễn biến phức tạp. Tín dụng đen vẫn còn đất sống, vẫn len lỏi, không chỉ ở vùng nông thôn mà ngay cả ở vùng thành thị. Thậm chí một số nơi đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Xin Thống đốc cho biết đâu là nguyên nhân cơ bản của vấn đề này, tín dụng đen có thể xóa sổ được không để góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân? Trong thời gian qua thì Bộ Công an cùng với các bộ ngành, trong đó có Ngân hàng Nhà nước thì cũng đã triển khai quyết liệt rất là nhiều giải pháp để thúc đẩy triển khai, tăng cái khả năng tiếp cận tín dụng của các kênh chính thức để hạn chế cái tín dụng đen. Về phía Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai cái hành động, và trong đó thì cũng đã tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để làm sao mà tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận được tín dụng từ các kênh chính thức. Thế và trong thời gian qua thì Bộ Công an chủ trì và Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp tích cực tổ chức rất là nhiều các cái hội nghị về ngăn ngừa cái tín dụng đen. Thế và đặc biệt là trong thời gian qua thì Bộ Công an thì đã tổ chức triển khai cái cơ sở dữ liệu dân cư của quốc gia. Thế và Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp và có cái ký kết cái kế hoạch với Bộ Công an để có thể là thúc đẩy các tổ chức tín dụng tham gia vào kết nối với cái hệ thống dữ liệu này để mà có thể là tiến tới là cho vay tín chấp đối với lại những cái khoản cho vay nhỏ lẻ, từ đó có thể là tăng cái khả năng tiếp cận tín dụng và hạn chế tín dụng đen. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thời gian tới để ngăn chặn tín dụng đen, đòi hỏi các cấp các ngành cùng chung tay để giảm vấn nạn này như tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, tư vấn, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận các kênh chính thức. Bộ Công an tiếp tục các giải pháp đấu tranh ngăn ngừa các hành vi cho vay nặng lãi, tín dụng đen. 400 kg pháo nổ là tang vật mà đội cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa thu giữ khi đối tượng đang trên đường vận chuyển. Qua nắm tình hình, nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng vận chuyển trái phép pháo từ tỉnh Kon Tum về tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế ma túy đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông và công an thị trấn Ea Drang, huyện Ea Hờ Leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 74K5835 do Nguyễn Sĩ Trường, chú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chở trên xe Nguyễn Sĩ Hùng, chú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe tải có chứa 270 hộp pháo hoa nổ với hơn 400 kg. Năm cũ quen biết với ông Khâm Trương, thì em ngỏ ý bảo ông bên Lào có pháo không thì em mua. Sau khi thỏa thuận giá cả thì 36 là một hộp 200.000, 49 một hộp 250.000, thì đưa qua đất Việt Nam về nhà em cất giấu tìm nguồn tiêu thụ để kiếm lời. Sau khi tìm được nguồn tiêu thụ tù thì em rủ thêm Trương bảo là xuống đi Đắk Lắk cho 2 triệu. Rồi xong xuống khu vực cầu E Cánh xuống hang thì bị lực lượng công an điều tra bắt giữ. Để qua mặt lực lượng điều tra thì sẽ được đủ chỉ thành 2 khoang. Với mỗi hộp pháo 36 viên, Hùng bán giá từ 400.000 đồng. Hộp 49 viên bán giá 450.000 đồng. Hiện công an huyện Ea Hờ Leo đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sĩ Hùng về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, có rất nhiều phương thức để các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, trong đó có thông tin căn cước công dân của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc mở thẻ, mở tài khoản đi vay tín dụng. Do đó thì người dân cần phải hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, chị Nguyễn Khánh Huyền không khỏi bức xúc. Không chỉ là các cuộc gọi quảng cáo thương mại, gần đây chị nhận được nhiều cuộc gọi được giới thiệu là đến từ các đơn vị, công ty, tổ chức khác nhau với nhiều thông tin hấp dẫn, nhưng mục đích chung đó là lấy thông tin cá nhân của chị. Khi mà nhận điện thoại ấy, thì tôi sẽ phân loại thành hai dạng. Dạng thứ nhất là các cái cuộc gọi kiểu dạng như là cuộc gọi tự động, có thể là người ta sử dụng AI để nói chuyện, thì như thế thì thường là nhận được vài giây là mình tắt ngay. Còn cái dạng thứ hai ấy, là nói chuyện với cả người thật. Họ thường mang đến một cái món quà gì đấy và yêu cầu mình là cung cấp thông tin cá nhân như là số điện thoại, Zalo hoặc là địa chỉ. Thời gian gần đây thì nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng cũng như là nhu cầu mà chi tiêu trước trả tiền sau của người dân đang rất là nhiều và người dân đang muốn nhu cầu sử dụng cái dịch vụ như vậy. Thì lợi dụng cái hình thức như vậy thì rất nhiều các cái đối tượng đã giả mạo các cái tổ chức tài chính hay ngân hàng gọi điện cho người dân với hình thức là gia hạn thẻ hay là nâng cấp thẻ hay là những gói ưu đãi dành riêng cho người dân để có thể là mở tín dụng thẻ tín dụng hay là mở những cái tài khoản vay nợ để không phải yêu cầu người dân phải tín chấp gì cả, nhưng đổi lại thì yêu cầu người dân cung cấp cái thông tin cá nhân để có thể hỗ trợ mở thẻ sớm hơn, nhanh hơn, rút gọn thủ tục hơn. Theo các chuyên gia, các đối tượng có nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc sử dụng thông tin căn cước công dân để vay tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội hay đăng ký tại các ứng dụng trực tuyến, trò chơi trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin cá nhân. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính. Cái quy trình để tạo ra các cái tài khoản ngân hàng hiện nay cũng đang có một số các cái lỏng lẻo dẫn đến là không cần chính chủ đến ngân hàng vẫn có thể là tạo ra được các tài khoản. Đấy là lý do vì sao mà khi các cái ảnh chụp của các căn cước công dân hoặc là chứng minh thư bị lộ thì vẫn có thể tạo ra các tài khoản ngân hàng. Và chính vì vậy khi mà những cái tài khoản này được dùng vào những cái việc xấu thì chính là chúng ta lại là người bị chịu cái trách nhiệm vì đấy là tài khoản mang tên của chúng ta. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta cũng nên rất cẩn thận trong cái việc là cung cấp cái thông tin căn cước công dân cho những người khác. Để phòng ngừa các nguy cơ, người dân cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến, kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Đặc biệt, sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Người dân phải xác thực những cái xác thực thông tin khi mà được lời mời chào, cung cấp thẻ tín dụng hay là mời vay vốn hay vay mở thẻ hay vay vốn ở đâu đấy. Thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ với những cái công ty, ngân hàng hay tổ chức tài chính uy tín và đến làm việc trực tiếp trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến, kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính. Đặc biệt, sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Người dân phải xác thực những cái xác thực thông tin khi mà được lời mời chào, cung cấp thẻ tín dụng hay là mời vay vốn hay vay mở thẻ hay vay vốn ở đâu đấy. Khi thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ với những cái công ty, ngân hàng hay tổ chức tài chính uy tín và đến làm việc trực tiếp cũng như cung cấp những thông tin cá nhân mình trực tiếp để mở thẻ và được hỗ trợ tốt hơn, tránh cung cấp thông tin cũng như mọi thông tin cá nhân hay thông tin cần thiết qua online, qua hình thức gửi thông tin qua các kênh tài khoản OTT. Các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ thông tin cá nhân. Do đó, mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở để khai thác thông tin cá nhân của người dân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Do đó, thì để đảm bảo cung ứng đủ lượng hàng hóa cho những tháng cuối năm, các doanh nghiệp sẽ cần phải sớm có kế hoạch để sản xuất kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường.
Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, để đảm bảo cung ứng hàng hóa Tết, Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất có kế hoạch đảm bảo nguồn cung đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất giám sát chặt chẽ việc bán hàng nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Đồng thời, hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần Tết gây tâm lý bất ổn cho thị trường. Một số siêu thị xây dựng các chương trình về giá, các chương trình marketing đảm bảo luôn có những chương trình khuyến mại giảm giá trên 50%. Sắp đấu giá 119.000 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan, đó là thông báo vừa được Bộ Công Thương đưa ra về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm nay. Đơn vị tham gia đấu giá sẽ là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, được đề nghị phân giao hạn theo phương thức đấu giá. Giá khởi điểm đấu giá là 2,3 triệu đồng một tấn. Thương nhân được phân giao hạn ngạch nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức hoặc thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Thưa quý vị, thời điểm này các làng nghề trên địa bàn cả nước đang tất bật sản xuất với những đơn hàng gần xa nhằm phục vụ cho thị trường dịp cuối năm và Tết sắp tới. Các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp đều nỗ lực để tạo ra được những sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại một số làng nghề truyền thống tại thành phố Hà Nội. Làng nghề miến rong Minh Quang, huyện Ba Vì có lịch sử sản xuất từ hơn 100 năm qua. Những ngày này không khí lao động ở đây thực sự hối hả cho mùa kinh doanh bận rộn nhất trong năm. Cơ sở sản xuất miến của nhà ông Tuấn, nếu như ngày thường chỉ làm 2 tạ mỗi ngày, thì nay tăng lên 8 tạ một ngày để phục vụ nhu cầu của thị trường. Cái làng tôi thì là vì cái cơ sở sản xuất này tất cả có 6 cơ sở sản xuất lớn. Nói chung là cái làng nghề thì đa số là lợi nhuận nó ổn định. Đó. Thời điểm hiện tại, khoảng 30 cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại làng nghề Sơn Mài Hạ Thái cũng đang nhộn nhịp vào vụ. Do đó các hộ ở đây phải đẩy mạnh sản xuất mới đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Thường cái nghề của tôi cuối năm thì rất là bận. Thường thì cứ từ tháng 8 mà đi thì xưởng của tôi là luôn luôn trong tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, một số làng nghề khác trên địa bàn Hà Nội cũng vậy. Các cơ sở sản xuất đã nhận được đơn hàng từ khắp nơi trên cả nước với số lượng tăng đáng kể. Nắm bắt cơ hội này, nhân lực làng nghề cũng thật sự cố gắng để trả hàng đúng hẹn với giá cả, chất lượng được đặt lên hàng đầu. Hiện tại công ty mình đã có dự trù so vì dịp Tết Nguyên Đán này rất là nhiều hàng rồi. Cái lượng hàng như lượng hàng của những cái chai thủy tinh như này á, để sắp tới là đưa vào các cửa hàng tiện ích, các cửa hàng nông sản sạch và các siêu thị cũng lượng hàng rất là lớn rồi. Thế là mọi người yên tâm và có khách gọi và mọi người cứ đi mình sẽ đem đến cho mọi người luôn. Hay là các cửa hàng là mình đang chăm sóc rất là tốt trong thời gian tới này. Hiện các hộ sản xuất ở làng nghề nói chung trên địa bàn Hà Nội đang phải làm việc cật lực. Công việc thường bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc khi đã quá nửa đêm. Tuy vất vả nhưng mọi người luôn phấn khởi vì đầu ra của sản phẩm ổn định, giá cao hơn ngày thường, hy vọng sẽ có một mùa kinh doanh no đủ. Tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch họp mặt tặng quà cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn Tết Giáp Thìn năm 2024. Theo đó thì lao động tự do xe ôm công nghệ tham gia các hoạt động đoàn của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng quà trị giá là 700.000 đồng mỗi người. Theo kế hoạch, Công đoàn thành phố sẽ chuẩn bị 3.000 phần quà chăm lo cho các đoàn viên, người lao động khó khăn tại các nghiệp đoàn để họ có điều kiện vui xuân, đón Tết. Hoạt động này tập trung tại các địa phương có đông lao động tự do như quận 6, quận 8, Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Riêng Liên đoàn Lao động quận Bình Tân sẽ tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Tri Ân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ. Bên cạnh đó, quà tặng cho các nghiệp đoàn là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng trên một nghiệp đoàn. Mỗi đoàn viên nghiệp đoàn nhận quà trị giá 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là hiện vật. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã công bố 10 dự án vào chung kết tìm kiếm và tuyển chọn ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
10 dự án vào vòng chung kết gồm có Sơ Mướp, dự án Lotus Sleep, phim ngầm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên từ Tim Sen và Tháo Mộc Việt Nam, Sài Gòn TCS, nhang lúa bảo vệ hốc mũi, The Polar Form, mỹ phẩm thiên nhiên dầu dừa, Pago App, ứng dụng quản lý trang trại công nghệ cao hướng tới Net Zero, rượu vang cà phê Việt Nam, tận dụng phần thịt quả cà phê khi chế biến cà phê nhân để lên men thành rượu vang cà phê, Giặc Sinh Farm, mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng nuôi trồng các loại nấm quý có giá trị kinh tế cao như nấm linh chi, nấm mối đen, nấm đầu thủ, nấm thái dương và các loại thảo dược như hương thảo bạc hà. Quản lý kiểm soát năng suất, rủi ro an toàn sinh học bằng công nghệ IoT, Nano Silver, sản phẩm xanh phục vụ nông nghiệp bền vững. Các dự án nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ, khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng trí thức trẻ, hỗ trợ phát triển ý tưởng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và ngành bưu chính cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số. Với tốc độ phát triển 20-30% trên một năm như hiện nay, theo tính toán, ngành bưu chính chuyển phát sẽ cán đích doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đặc biệt, sự phát triển thương mại điện tử với quy mô thị trường ước đạt 33 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 đang mở ra cơ hội rất lớn cho bưu chính chuyển phát. Tổng công ty bưu điện Việt Nam, Vietnambost cũng nhanh chóng nhập cuộc trong việc nắm bắt các xu thế. Vietnambost hiện đang triển khai khoảng 30 hệ thống, phần mềm, ứng dụng công nghệ vào tất cả các công đoạn. Ngoài những ứng dụng công nghệ thông tin trong mạng lưới, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam cũng đã triển khai nhiều ứng dụng khác, đóng góp vào các đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nổi bật là nền tảng địa chỉ số, được phát triển trên cơ sở kế thừa nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostCode, nhằm mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong việc lưu trữ, sử dụng và chia sẻ địa chỉ, vị trí một cách chính xác, dễ dàng, nhanh chóng. Đồng thời, nền tảng địa chỉ số cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội, xây dựng các giải pháp ứng dụng địa chỉ số, góp phần triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa Việt Nam và trung tâm của phía Nam Ấn Độ, từ ngày 2 tháng 11 năm 2023 thì khai trương đường bay thẳng nối thành phố Hồ Chí Minh tới Tiruchirappalli, Ấn Độ. Đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh Tiruchirappalli phục vụ hành khách 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ ba, thứ năm cho hành trình khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tiruchirappalli và ngược lại. Từ Tiruchirappalli về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Đường bay mới sẽ kết nối Tiruchirappalli, thủ phủ vùng phía nam của quốc gia tỷ dân Ấn Độ, nơi đây nổi tiếng với nhiều kiến trúc cổ kính đầy màu sắc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa hấp dẫn cho những tâm hồn đam mê khám phá. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế sôi động hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa Á Đông, đa dạng văn hóa ẩm thực. Trước Tiruchirappalli, Vietjet đã mở nhiều đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối Việt Nam với các khu đô thị trung tâm New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, mang tới cho người dân du khách cơ hội di chuyển thuận lợi dễ dàng hơn bao giờ hết giữa hai nước. Nhằm tạo điều kiện để cho bạn đọc dễ dàng có cho mình những cuốn sách hay, đồng thời thì góp phần duy trì và nâng cao văn hóa đọc, Hội sách Ký Lô miền Nam đã tổ chức Hội sách Ký Lô với mức giá phù hợp đối với đông số trẻ là những bạn học sinh, sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội sách Ký Lô được Hội sách Ký Lô miền Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 3 với các loại sách đồng giá chỉ từ 9.000 đồng mỗi cuốn hoặc bán theo ký lô 59.000 đồng 1 kg. Hội sách có hàng trăm đầu sách với khoảng 6 tấn sách, trong đó chủ yếu là sách mới. Số lượng sách phong phú đa dạng ở các thể loại như chính trị, văn học, lịch sử, khoa học của các nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Lao Động. Ngay từ sáng sớm đã có đông đảo bạn trẻ đến lựa chọn các đầu sách. Hội sách còn thu hút nhiều gia đình người đi làm đến mua sách nghiên cứu từ điển tiếng Anh, tiếng Việt và cả sách về kiến thức hôn nhân gia đình. Đa phần mọi người đến đây đều tỏ ra hào hứng với mô hình bán sách này. Em biết đến hội sách này là qua bạn của em, những người bạn của em đã giới thiệu và hôm nay em đến đây thì em cảm thấy rất là tuyệt vời, tại vì là mình có thể tìm được những cái quyển sách mà rất là hữu ích. Và em nghĩ là chúng ta nên nhân rộng cái quy mô này, tại vì nó có thể giúp cho các bạn trẻ biết đến và sẽ có để trải nghiệm được nhiều quyển sách mà mới hơn. Đối với em thấy hội sách này giúp cho các bạn trẻ tiếp cận được với nhiều sách, với lại giúp kiếm được những cuốn sách khó kiếm ở ngoài thị trường bây giờ. Nên em cũng thấy hội sách này khá là bổ ích. Từ cái sách thì nó có một cái mức giá khá là ổn,
Em nghĩ là hội sách này nên mở rộng ra thêm để cho các bạn trẻ có nhiều cơ hội để tiếp cận được với cái mô hình. Đến với hội sách Ký Lô, người đọc không nhất thiết phải mua sách mà còn có thể ngồi lại đọc những cuốn sách yêu thích. Những cuốn sách hay nổi tiếng được bán với giá rẻ, giúp nhiều độc giả có thể thỏa sức mua sắm cho mình và người thân. Rất nhiều đầu sách hay được bán hết trong ngày là minh chứng cho thấy sách vẫn luôn có vị trí quan tâm đặc biệt với nhiều người. Theo ban tổ chức, Hội sách Ký Lô miền Nam thông qua hội sách này muốn lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều người và kết nối người đọc với nhau, tạo nên sân chơi giao lưu hàng tuần, hàng tháng. Thời gian qua, dư luận bức xúc về nạn xe dù bến cóc hoạt động rầm rộ ở bên trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị quản lý bến xe đã có ý kiến và đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc quyết liệt để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Tính đến 10 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý gần 249.000 phương tiện của gần 5.400 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 15,59% phương tiện. Sản lượng vận tải hành khách tuyến cố định đạt gần 16,5 triệu lượt khách, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số thống kê được dựa trên hoạt động chính thống, minh bạch của các nhà xe và tại các bến chính thống. Tuy nhiên, thực tế tình trạng hoạt động dưới hình thức xe dù, bến cóc tại thành phố Hồ Chí Minh khá rầm rộ, lại không thể đong đếm được. Từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 10 năm 2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản quyết định xử phạt 2.383 trường hợp, phạt tiền gần 3,6 tỷ đồng. Lập biên bản trực tiếp 684 trường hợp, lập biên bản qua hình ảnh 1.699 hồ sơ. Lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định. Đây là vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nạn xe dù, bến cóc tồn tại nhiều năm. Cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Tại buổi họp báo, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố đã chia sẻ về vấn đề này. Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam chưa nâng cấp để trích xuất dữ liệu điểm đầu, điểm cuối trùng lặp của tổng số chuyến xe trong thời gian một tháng. Chưa xây dựng và triển khai phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch cung cấp nội dung tối thiểu của hợp đồng trước khi vận chuyển hành khách. Chưa quy định rõ ràng là xe ô tô khách của một đơn vị kinh doanh vận tải không phân biệt biển số xe hay là từng ô tô khách phân biệt từng biển số xe cụ thể và số lần lặp đi lặp lại hàng ngày được xác định bao nhiêu lần là vi phạm. Chưa có khái niệm hoặc chưa có quy định như thế nào là điểm giao dịch đón trả khách trái phép mà chúng ta hay gọi là xe dù bến cóc. Do đó thì cũng vấn đề này, tại buổi gặp gỡ trao đổi giữa Sở Giao thông Vận tải với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, nhiều ý kiến đề xuất Sở có biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong xử lý các xe hoạt động ngoài bến, ngoài tuyến. Không chỉ gây thất thu thuế của nhà nước, mà xe dù bến cóc còn khiến cạnh tranh vận tải hành khách không công bằng, phức tạp về an ninh và mất trật tự an toàn giao thông. Kiểm soát xe dù thì cái bài toán là cấm xe dừng nằm nó cũng là một giải pháp thôi, nhưng mà nó cũng hỗ trợ được nhiều. Nhưng mà bây giờ đấy, vừa rồi các xe là chạy, cố gắng chạy thật nhanh về trước 6 giờ để vào tới trung tâm thành phố. Tại vì họ đâu có vào bến xe, họ vẫn vào trung tâm quận Nhất, đường Nguyễn Cư Trinh, nhiều lắm. Cho nên là nếu mà cấm thì em đề nghị là nên cấm hết, cấm 24/24 luôn. Thì khi đấy các doanh nghiệp trong văn phòng trong thành phố người ta sẽ dạt ra vành đai. Nhân dịp cái thời điểm này thì nên là đầu tiên là tuyên truyền, thứ hai là yêu cầu các doanh nghiệp lên ký cam kết trước đã. Anh cam kết là gì? Chạy hợp đồng đúng chức năng hợp đồng, không phải là dạng hợp đồng trá hình. Sở hoàn toàn có các công cụ để kiểm tra rất dễ. Em hy vọng là nhân dịp này thì cái việc mà quản lý xe hợp đồng ở thành phố Hồ Chí Minh nó có thể thay đổi và tạo cái môi trường nó kinh doanh nó tốt hơn cho các doanh nghiệp, nó công bằng hơn. Do là cái việc mà hiện nay là các doanh nghiệp vận tải họ đang có thể đưa và đi vào trong cái khu vực nội thành để là họ là đón trả khách. Do đó là cái hiệu quả của là cái phương án tiếp chuyển nó cũng không hiệu quả. Thứ hai là cái hệ thống xe buýt kết nối về bến xe miền Đông mới hiện nay theo tôi thì đủ để phục vụ. Nhưng mà lượng hành khách để sử dụng là cái hệ thống xe buýt này cũng hoàn toàn là cũng không có là nhiều. Cái việc là các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang thuận lợi trong cái việc là đón trả hành khách ở gần trung tâm thành phố để là
là hành khách người ta rất là dễ đón và người ta sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp này để mà đi và thay vì ra bến thì lại họ sử dụng cái dịch vụ mà gần ở trung tâm như vậy. Sắp tới chúng tôi sẽ làm rất là nghiêm đối với việc mà xe dù bến cóc thì chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp để làm tốt hơn. Còn về mặt những cái mà liên quan cái hạn chế của giao thông, như vấn đề tổ chức giao thông như thế nào, luồng tuyến hợp lý gắn với các tỉnh cho nó phù hợp, rồi là làm sao để người dân đi xe buýt rồi là xe trung chuyển mình bố trí rồi đi tốt hơn, cũng như là xem lại cái giờ thời gian để mà siết chặt cái xe giường nằm. Như các anh nói là xe giường nằm bây giờ là chủ yếu là chạy hợp đồng chứ còn đông du lịch bao nhiêu đâu đó. Thì như vậy thì chúng ta phải đánh giá lại, vừa đưa vào cái nền nếp quý củ nhưng mà phải có sự đồng thuận của nhân dân nữa, người dân thì chúng ta mới thành công. Chứ làm gặp sự phản ứng phản kháng của người dân hoặc là người dân không đồng thuận thì rất là khó. Cho nên là chúng tôi cũng thấm thía cái chuyện này và sẽ tiếp tục để ra soát đánh giá về cái việc tổ chức giao thông cũng như tổ chức vận tải cho nó hợp lý hơn. Lấy việc xử phạt xử lý nhà xe Thành Bưởi làm điển hình, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải tự chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và quy định của luật giao thông. Từ nay đến cuối năm, Sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đột xuất từ 2 đến 3 doanh nghiệp. Khi phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm. Bản tin Kinh tế và Tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.